to live together in the house. What do you see? Well, I don't like the back. Hi, my name's Long. This is my dog, Johnny. Johnny the Johnny Boo-Boos. This is my mom. Her name's Hien. She's very mean. This is my father. His name's Hung. Can you see? He's sleeping. This is Ngan. She's my sister. Hello, Ngan. Hello. Đây là phòng của tôi. Bàn học. Đây là giá sách. Giá sách rất to, chứa đựng rất nhiều sách. Mà chủ yếu là sách. Giờ chắc là đấy là sách của mẹ. Từ nhà tôi có thể nhìn ra đường cái và rất nhiều tòa nhà khác. Từ đây chúng ta có thể nhìn thấy những mái nhà màu đỏ. Và bên phải nhìn như là một rừng cây xanh. Rất là đẹp phải không? Từ xa chúng ta có thể nhìn thấy những ngôi nhà cao to đổ sộ. Bóng rổ là môn thể thao ưa thích của tôi. Tôi đã xây riêng một cái rổ để chơi trong nhà. Các bạn hãy xem tôi chơi như nào nhé. Bu ra này. Hiện nay trên thế giới vẫn diễn ra, chiến tranh vẫn diễn ra. Tôi nghĩ nó rất kinh khủng. Và tôi cũng nghĩ là nó diễn ra vì các đất nước muốn tranh giành quyền lợi của nhau. Ví dụ như là muốn đất đai và khoáng sản. Người Việt Nam có Tết vì chúng tôi theo lịch âm lịch. Trước ngày Tết, chúng tôi thường trang trí nhà ảnh. Chúng tôi trang trí nhà và thường được trang trí bằng với hoa đào. Đến vào mùng 1 Tết, chúng tôi làm cơm, thắp hương mời tổ tiên và đi sang thăm họ hàng, bạn bè, đi chùa. Và trẻ con người già sẽ được tiền mừng tuổi. We are having dinner. Vegetables, ribs, white rice, mushroom and tomato, butter, pork and here's how the kids have dinner in Vietnam. Long Ngân Thư. Long Ngân Thư, look in here. Long Ngân. My favorite food is pizza, but I don't like fish. And every time I take it, I will vomit. Đây là Vũ và anh ấy sẽ phỏng vấn tôi. Chúng ta hãy xem cuộc phỏng vấn sẽ như thế nào. Từ từ quay lại. Buja, đẳng cấp chưa? Đây là tôi. Xin chào. Chúng ta bắt đầu phỏng vấn. Xin chào, mà tôi là người ở trên. Tôi là người. Tôi tên là Nguyễn Hà Tuấn Long. Tôi cấp tí. Tôi là người rất là giỏi. Tôi cấp điểm rất là giỏi. Khỉ thật. Nó bảo là cần phải quay lại khác. Phong rất là nói lắm. Và về phần tôi rất là ghét Phong. Tiếp đi. Thôi cắt đoạn gì nhá. Cắt rồi. Tiếp đi. Cắt cái này. Tiếp đi. Ok. Lại nhá. Ở lại. Cho nó thật là. Anh ta sang trọng của anh cũng đẹp trai. Người đây quay lại tới được không?
Bạn tên là gì? Tôi tên là Nguyễn Hà Tuấn Long. Bạn mấy tuổi? Tôi 11 tuổi. Are you handsome? No. Đây là một bài mà tôi rất thích nghe ở trên YouTube. Bài tên là Cô Giáo Giang Hồ. Và đây tôi bắt đầu tự sướng. Cô giáo xinh, cô giáo xinh, cô giáo giang hồ. Cứ vui vẻ trên nào đây ngày có hai chữ bằng đòn. Cô giáo xinh, cô giáo xinh, cô giống yêu tình. Dưới đất kính trong cô giáo xinh, không ai ngờ rằng cô đánh em, cô nóng áo bạc liên hoàn. Dù được em chút chương người vải để em ăn no. I play the piano because my mom asked me to learn and to play. I like piano because it's amazing. Remember, my dad, my mom, my brother and me. She's my sister. Hello, Long. It's my friend. Hello. He's Fong, my brother. Hello, Fong. Hello. It is my table. Oh, so beautiful. Chair, computer, this, HP, this is my bedroom, in Hanoi there's a lot of traffic, yes? The road is very crowded. They use motorbike. This motorbike is carry a big box. Very dangerous. Hay còn gọi là motorbike taxi. Cái phổ biến ở Hà Nội và các thành phố khác ở Việt Nam. The market in Vietnam is very crowded and noisy. It have fruit, vegetable, fish, meat, fresh from the farm. My mom is very good at cooking. Chút rau. Tại vì là con có thể là con có thể kể đến là ngày Tết thì ăn quá nhiều thịt, thế nên bây giờ mọi người sẽ là tôi là họ vừa là tôi. Quay được đưa lên 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 TV như không thi nhé. Các bạn cái nào về cái sự điều hành trước thì nói chung là đã có được một bước đầu. Thôi quay tí thôi mà. Chính là một mùa rồi, người có ba một lần thì con không kéo được. Mấy cô ơi, còn cái bờ lưỡi liếu. Con quay con không giới thiệu thì biết là gì. The communist country, in communist country, everyone is same. Not people rich or poor, but in not communist country, if I make many money, I rich. But in communist country, my money
He said it's different between the communist and non-communist countries. In communist country, everybody is work. I mean, it's equal. And the government they control the like the product and share with other peoples. So everybody is the same. Mm-hmm. But in non-communist country, if you are smart and talented, mm-hmm. you can get what you are deserve. Mm-hmm. You can enjoy what your design of the outfit. I mean, the product. Yeah. So he loves it. So he loves the non-communist country. Okay. First, I want to be rich. Two, I want to be smart. And three, I want the medicine forever young. That's very good. Tôi muốn làm nhà sáng chế. Tôi muốn làm như thế bởi vì tôi muốn làm ra những máy móc và mới mạo lưới cho con người. Ví dụ như là cánh cửa trong truyền kỳ trong truyện Doraemon, chúng ta chỉ cần bước qua cánh cửa đấy và đến được nơi mình muốn trong một giây. Điểm chung mà tôi nghĩ là tôi có chung với một bạn cùng độ của tôi trên bất kỳ đâu trên thế giới, đó là chúng tôi đều là con người.